Ở các em tiếp tục bài 3 nhá. Bài 3. Bài 3 các em cũng test startup project nhá. Em bật Excel server nhá. Bật Excel server lên nhá. Mở Malago đây này. Này là môn cái quản trị cơ sở dữ liệu đúng không? Anh mở cái này lên. Mở database lên. Em vào tool vào option này, vào tool vào option các em chọn cho thầy cái designer này. Bỏ tích ở cái này đi, hình như là ra tích sẵn cái này đúng không? Bỏ tích cái này đi nhá. Bỏ tích cái này đi nhá. Để chúng ta đi create được. Nha, bỏ tích đi rồi ok này. Rồi các em kích chuột phải vào chỗ lên database này, chọn new này. Đi lên bay nhá, các em ghi là và các em ghi là gì? Bài 1.1 đi. Danh sách sinh viên. Alo, game để tải ra nhá. Alo, ra này. Phương pháp này các em chọn là
sang cái danh mục mà chúng ta vừa tải nhá, danh mục cái vừa tải đấy, nhá, danh mục này. Đấy, phát cho em vừa tải rồi thì chốc nữa khi mà về thì các em sẽ copy lại toàn bộ nhá, copy lại toàn bộ chương mục ở đây chúng ta tạo ấy. Đem về nhà, đem về nhà làm tiếp nhá, phát này Founder SA nhá, Founder SA này, tên này nhá. Ok nhá, đúng không? Ok nhá. Đây cái table của chúng ta đây. Đây là cái table của chúng ta đây nhá. Nhưng ra không vào table mà chúng ta vào kia diagram, click đúp vào, chọn new này. New diagram này. Ở đây chúng ta có bảng S table lên, chúng ta close đi nhá. Close đi này. Rồi chúng ta sẽ thêm vào đây một bảng thôi, đúng một bảng thôi nhá. Bảng này sẽ là bảng volume name. Và đưa các em số ID sẽ là khóa chính, set private key này. Và cái đó này là chúng ta để 300 ạ. À, ta chọn xếp này. Ta chọn xếp nha. Ok. Khi mà xếp này thì cái bảng nó cũng có hiện ra ở đây. Chúng ta bấm vào quả table, chúng ta chọn đi xếp thì nó sẽ hiện ra cái bảng nhá. Đây là cái bảng của ta. Bây giờ chúng ta sẽ thêm dữ liệu cho sinh viên nhá. Edit top 200 này. À từ từ đã. ID này chúng ta chọn property và chúng ta chọn identity đi. Chọn viết này. Nó tự động tăng nhá. Rồi set. Và lại edit lại. Đấy. Bây giờ thầy sẽ nhập vào đây danh sách của lớp lập trình máy tính nhá. Nhập vào đây danh sách của lớp lập trình máy tính nhá. Cái file này thì thầy có thì là thầy copy vào, các em không có các em tự gõ vào đó. Em có thể có một ít vào nhá. Cái ID này chúng ta để identity nhá. Đập tăng này. Thank you.
Hãy subscribe cho